Đã. Bây giờ nói với Phong bỏ mày nè. Sao mà hãy vậy nhỉ? Sao sao? Bố à hả? Ngoan nhau ơi, Phong ngoan nhau ơi. Bữa ăn một bữa no hả? Một bữa no, hai bữa đó Á phẩm một bữa no của Lê không hả? giờ anh nghèo lắm mày thích khách hộ no lọ ra rồi cứ non tôi rồi ba đi nữa có nhau mà. Đâu không? Người nói. Nhắc nằm sao không? dưới vậy?